Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở đi vào một trong cái bản người Hơ Mông vùng cao Tây Bắc mình nhá mọi người nhá. Đây, trước mặt mình là mấy khung cảnh cực kỳ yên tĩnh luôn mọi người ạ. Này. Dạo gần đây có một số người nhắn tin hỏi mình bảo sao dạo này không làm video nữa. Vì thật sự là mình cũng xin lỗi mọi người, vì là mình xin tâm sự với mọi người như thế này. Mình còn phải đi làm. Nói chung là mình ai cũng trong cuộc sống ai cũng thấy ai cũng khó khăn thôi. Thật sự là cuộc sống của mình cũng rất khó khăn mọi người ạ. Nên mình mưu sinh cuộc sống phải đi làm kiếm miếng cơm manh áo mọi người ạ. Nên là mình lúc nào rảnh rảnh thì mới đi quay video được. Chứ còn mình đi làm khó khăn lắm. Nói chung là khó nói lắm. Nghỉ sáng sớm đã đi làm rồi. Làm tối mịt mới được nghỉ về nhà. Ăn bữa cơm nữa là làm ít việc nhà quanh quanh nữa là tối mất muộn rồi không làm được cái gì nữa. Nên mình tận dụng những thời gian nào rảnh thì mình mới đi quay video được mọi người ạ. Nay mình tâm sự với mọi người như thế. Mình sẽ cố gắng để quay những cái video đẹp, chất lượng về vùng cao Tây Bắc của mình cho giới thiệu đến mọi người. Và mình sẽ giúp đỡ những cái gia đình nào hoàn cảnh ở cái khu vực mình ấy, cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ họ. Đấy. Mong là mọi người có thể xem video mình và ủng hộ mình nhé. Nói chung là cái mình không có thời gian để nghiên cứu để làm thế nào một cái video chất lượng và được mọi người biết đến nhiều rộng rãi hơn. Nhưng mà mình ấy, ban ngày đi làm nói chung là chỉ có buổi trưa nghỉ ăn trưa xong là lướt vào mạng tí, xong là tối về nhà ăn cơm cũng lướt mạng tí thôi, chứ còn mình sẽ tận dụng những cái thời gian rảnh để đi quay thôi, cho nên là không có thời gian rảnh, cũng không, nói chung là mình cũng tự tay tìm hiểu mày mò làm thôi, không có ai dạy chỉ bảo mình, không ai chỉ bảo mình cách quay video như nào cho nó hay này, đấy, mình toàn tự mày mò hết, mình có hỏi nhắn tin hỏi một số người nhưng mà người ta lại không chia sẻ, nói chung cũng hơi buồn mọi người ạ, đây. Cho nên là cho dù video mình hay hay không hay, mọi người cố gắng xem, ủng hộ mình nhé. Hay hay không hay, mọi người cố gắng xem, ủng hộ mình. Để mình có thêm động lực để làm những cái video khám phá về cái vùng cao Tây Bắc của mình và giúp đỡ những cái gia đình nào khó khăn ở quanh khu vực mình. Nói chung là khu vực mình ở này, rất nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn mọi người ạ. Ở vùng cao Tây Bắc này mọi người cũng đã biết rồi. Xong với lại chuẩn bị vào mùa đông nữa, nhiều trẻ em không có thể, gia đình có hoàn cảnh quá, không có tiền để mua áo ấm cho con cái mới. Thì rất mong được mọi người giúp đỡ mình để cho mình có thêm động lực để làm những cái video hay và ý nghĩa hơn nhé. Chắc có khi mình kết thúc video tại đây thôi, vì là hôm nay mình đi vào bản này khá muộn. Bây giờ trời chuẩn bị tối rồi, trời còn sắp mưa nữa cơ. Rất buồn là hôm nay cũng không quay được cái video nào. Đi vào trong bản, đi vào đến chỗ khu vực này thì đa số mấy cái nhà mình cũng thấy khá hoàn cảnh nhưng mà không thấy ai ở nhà. Nên khá là buồn mọi người ạ. Giờ mình chắc phải đi về thôi, tí hoặc là để ngày mai đi. Tranh thủ buổi trưa, buổi trước. Bây giờ nghỉ trưa mình mò lên đây thử xem. Quay mấy cái gia đình hoàn cảnh cho mọi người xem nhá. Thôi chào mọi người nhá. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Chào tất cả mọi người.